Thưa quý vị, số liệu thương vong do trận động đất 6,8 độ xảy ra ở huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc trưa ngày 5 tháng 9 tiếp tục tăng mạnh. Tổng số thương vong đã lên tới hơn 300 người. Trận động đất mạnh 6,8 độ làm rung chuyển huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc đến nay đã khiến ít nhất 66 người thiệt mạng, 250 người bị thương và 15 người mất tích. Đã có 10 trận dư chấn có cường độ từ 3 độ trở lên được ghi nhận. Hơn 50.000 người đã phải di rời. Hơn 350 người đã bị mắc kẹt trên đường cao tốc từ huyện Lô Định tới huyện Thạch Miên, hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất lần này. Huyện Lô Định, tâm chấn lần này, đã chính thức đăng thông báo về việc nhận quyên góp cứu trợ thiên tai ngoài xã hội do chịu tác động nặng nề và phạm vi rộng từ trận động đất nghiêm trọng này. Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cảnh báo các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất sẽ hứng chịu mưa lớn cho đến ngày 8 tháng 9 và lở đất có thể cản trở công tác cứu hộ. Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga ngày 6 tháng 9 cho rằng kinh tế Nga sẽ trở lại tăng trưởng theo quý vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau và dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng là 3% bắt đầu từ năm 2026. Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga cho biết, kinh tế Nga dự kiến giảm 2,9% trong năm nay và giảm 0,9% trong năm sau trước khi tăng trưởng trở lại vào các năm tiếp theo. Kinh tế Nga có thể sẽ đi vào quỹ đạo tăng trưởng và đạt quỹ đạo tăng trưởng 3% sau năm 2026. Trong dự báo đưa ra tháng trước, Bộ Phát triển Kinh tế Nga dự báo GDP của Nga trong năm nay sẽ giảm 4,2% và năm sau giảm 2,7%. Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga tăng dự báo tăng trưởng kinh tế sau khi Nga tiếp tục vượt qua được những tác động của các biện pháp trừng phạt của phương Tây liên quan đến vấn đề Ukraine. Đức có kế hoạch duy trì 2 nhà máy điện hạt nhân còn lại, coi đó là nguồn sản xuất điện dự trữ, để đảm bảo nước này có đủ điện trong suốt mùa đông trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung cấp khí đốt. Trong khi một số lò phản ứng hạt nhân còn lại của Đức sẽ đóng cửa vào ngày 31 tháng 12 năm nay, thì 2 nhà máy phía Nam sẽ vẫn được duy trì cho đến giữa tháng 4 năm sau, phòng trường hợp khẩn cấp. Cả 2 nhà máy đều có công suất 1.400 MW. Theo Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck, động thái này không có nghĩa là Đức từ bỏ cam kết từ lâu về việc loại bỏ năng lượng hạt nhân vào cuối năm 2022. Ông cho biết, một cuộc kiểm tra áp lực của các nhà khai thác lưới điện đã cho thấy có thể xảy ra nhiều giờ khủng hoảng cung cấp điện trong mùa đông do thị trường năng lượng châu Âu đang bị siết chặt.